xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đã có mặt tại gian hàng Mercedes-Benz Việt Nam buổi chiều ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi thì Mercedes-Benz Việt Nam sẽ giới thiệu đến quý vị bộ sưu tập những ngôi sao của Mercedes-Benz với hai gam màu trắng đen chủ đạo, cơ bản và thanh lịch. Bên cạnh đó, với thiết kế điểm nhấn màu vàng Silver Glow gần sóng ánh bạc, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những thiết kế mới nhất, chuyển động cùng đẳng cấp thời thượng. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chương trình biểu diễn xin phép được bắt đầu.